Bầu trời Bắc Bộ hôm nay hửng nắng từ sớm, mang lại cảm giác ấm áp cho người dân, thậm chí là có phần hơi nóng vào lúc giữa trưa. Nguyên nhân là do khối không khí lạnh chi phối miền Bắc đã suy yếu đi rất nhiều. Tuy nhiên, từ sáng sớm mai đến ngày 29, trời sẽ chuyển nhiều mây, kéo dài cả ngày, thậm chí mưa nhỏ có thể xảy ra ở một vài nơi ở Lào Cai, Hà Giang hoặc Yên Bái. Sang tới ngày 30 tháng 1 cũng là ngày 30 Tết sắp ngọ, ở Bắc Bộ sẽ tăng nhiệt khá nhanh, khi vào sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất tiếp tục tăng thêm khoảng 1 đến 2 độ và dao động từ 16 đến 18 độ ở khu vực đồng bằng trung du, từ 15 đến 16 độ ở vùng núi, thời gian nắng kéo dài hơn. Những nơi còn rét như Sapa hay Tam Đảo, nhiệt độ cũng tăng lên và dao động từ 9 đến 11 độ. Như vậy từ nay đến Tết Nguyên Đán, Bắc Bộ sẽ tiếp đà tăng nhiệt và rất ấm áp, trời chỉ còn rét nhẹ vào đêm và sáng sớm.